Hello, chào bạn. Chào bạn. Chào bạn đến kênh Anh Thời Đại. Ủa thầy, gì thì làm gì mà giờ này chiều tối thôi luôn mà thầy còn tập trung anh em chào nữa. Tối đâu còn sáng mà. Rồi rồi, 6 giờ rồi thầy. Gì thử sáng lại thầy đi tiếp. Sao thì mấy 7 giờ tối mà sáng sáng. Mới có 5 giờ rưỡi rồi ông ơi. Ừ ơi, em thì em nói thêm cho không quay. Không quay gì. Thì nãy các bạn mình lướt cái tối thấy người ta câu cá đêm, cái mình thấy người ta nướng cá thấy thèm quá, cái mình rủ anh em ra câu cá. Trời ơi, ngủ sao giờ này đi câu cá. Mang cá nó đi chơi về nhà nó ngủ hết trơn rồi, câu gì mà câu. Cá đi chơi. Đó. Đi đâu? Thì con cá đi chơi rồi đi báo rồi tùm lum hết trơn. Nói chung là giờ này mũi quá chị, mũi này không có câu được. Đúng rồi. Được không? Không. Nói rồi. Mới nói được sao? Lao. Đi qua lấy câu cá đi. Thôi trời ơi, giờ này tối em sợ ma lắm thầy biết không? Sợ ma? Đúng rồi. Trời mấy con ma hả? Để anh lo. Để anh thẳng lo. Anh giải thích đó, giờ anh làm pháp sư bắt ma dữ quá, giờ anh liệu quá. Được rồi, hợp lý ha. Chế chạy chưa đi. Chưa để anh lo là hơi mệt đó ha thằng. Chứ sao? Chứ sao? Thì con em lỡ mấy mũi cắn bánh chân em mà sao? Trời, bà này còn sợ mũi nữa. Để biết mấy giò bảo vệ bà cho bà. Ủa? Biết mấy con dồi hả? Thầy không biết mấy giò luôn. Mấy con dồi. Thầy biết mấy hộp như mũi không? Anh nó có con dồi ở chổng hả? Là em biến thành nhân mũi. Đúng rồi. Ghê vậy. Em cầm ơi, cầm ơi, cầm lên. Mày giống chuột hả? Rồi sao quay clip câu đêm không? Tại vì đó giờ anh em mình cũng chưa quay clip buổi tối lần nào hết trơn á. Chơi luôn đi, chơi đi, trải nghiệm đi, trải nghiệm. Ok luôn. Hôm nay mấy em sẽ chịu ý của thầy. Chịu ý thầy ha. Ok. Ê mà thầy, tự nhiên thầy sực nhớ ra thấy cái khuôn mặt này lạ lạ chỗ này nè. What? Rồi xong. Cái giật đá, ngày ta nhỉ to lại. Thầy, cái này là bản sao của kem Kabi, gái nhật đó, mì ta nhỉ xa nè. Mấy cái tóc nhiêu tiền? 20.000. Rồi sao quay clip câu cá không? Ok rồi. Nói chung là lâu anh em mình giải trí buổi tối đi. Đó giờ anh em mình chưa quay clip buổi tối mà. Ok luôn. Okay. Chơi ha. Chơi. Chơi không mặc buồn buồn thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải mua đồ ăn đồ nhiều nhiều mới được. Nước nhiều ngọt được cái thứ. Không gà em bị cái tay đó em ăn nhiều lắm rồi. Cái tay em giờ cũng đã đỡ rồi. Lâm ơi, nó còn sưng. Các bạn nó còn sưng cục nè bạn. Đó. Bây giờ phải mua đồ ăn nhiều nhiều nó mới hết sưng. Vậy ha. Đúng rồi. Ok vậy thì giờ mấy đứa vô chuẩn bị cần câu đi rồi đi quay tiếp. Ok. Let's go. Let's go. A few hours later. Rồi giờ mấy anh em mình tới chỗ câu cá rồi nha các bạn. Qua đảo đảo. Ôi nhưng mà kiến cắn quá. Kiến canh quá. Thầy giác cái gần của Minh hay giờ. Phải. Em thấy nãy giờ hơn gần của Minh á. Chết rồi. Bây giờ mình nốt lửa lên cho kiến canh nó bớt nha các bạn. Giờ quá trời cắn mình muốn teo luôn cơ luôn rồi. Teo cơ. Đấy nghe lời thầy là chật lắc rồi. Đây rồi. Rồi kiếm củi đi. Rồi giờ mấy anh em mình đã đốt lửa xong rồi nha các bạn. Rồi vô giờ bốc thăm ủa taxi ngầu chia đội đi. Ok. Gì vậy? Cái gì thầy? Gì vậy? Sao mày bắn xa hơn tao vậy mày? Rồi đi. Thầy chia chia đội, chia đội. Không giờ. Cái gì đội? Đi tè hả? Đi tè hả? Đi tè thấy ủa thầy quay mà không nói mấy em đang tè. Em chưa có tay nữa. Vậy hả? Đúng rồi. Ông mà nè. Rồi vô nói vô luôn nè. Bây giờ anh em mình sẽ chia đội câu cá nha bạn. Okay. Chia hai đội nha. Okay. Số nhỏ là đội, số lớn là đội. Ok, okay. Chưa? Ok. Cắt chú cho em khơi bài nè. Rồi ok, vô đi. Em không bao giờ vô số nhỏ đâu, nói chuyện em dữ lắm. Dữ lắm. Đứng giữa không có dữ à. Rồi đưa cho thầy đi. Chỉ 7 mà có 3 nút à. Được. Chỉ có 7 nút rồi. Không ai thầy quên thôi. Rồi bây giờ tới ai? Thôi thầy cho em lắp lại đi xíu nha. Nô nha. Nè bồ em nè.
năm nốt có tương lai, năm anh em chìm chiếc xe tăng như năm bông hoa nở một cái đùng xe chờ thêm to. Con đêm mình có hát hò nhiều quá không tốt. Chị có hiêm bà rồi chồng mình tới đây, tới Trang luôn đây. Trời ơi, trời ơi, này chắc cái máy chắc hên lắm này, máy quá đẹp luôn nha. Cũng hên đó, cũng được nhưng mà không hên. Nó đỏ mà thầy, nó đỏ ha. Đúng rồi, rồi tới hãng luôn, tới gì đi rồi các em ạ. Một nút, năm nút. Trời ơi, Trang, ủa Trang trọng Di luôn. Đâu, Trang bồ em. Bồ đâu bồ, hãng. Bồ em hả? Tới em luôn chứ ai giờ. Có người 6 nút là Trang bồ em. Được chưa? Sao hãy cũng về tay ra. Không mua con mùi hông nó cắn. Năm nút. Bye bye em. Hả? Lắc lại gì? Tới ba. Anh ba đi nè. Rồi nè, ba lắc đi, tới hỏi luôn đi. Anh bật okay. Tiếng thịt gà để đèn sâu dưới, để đèn sâu dưới. Cái đó là thiên lý nhãn hả anh ba? Gì? Kinh nghiệm hình như là mười mấy năm cờ bạc của em. Nè. Ừ, sao. Đèn hết pin. Thấy không? Đèn hết pin rồi. Đèn hết pin rồi. Thôi. Rồi, giỡn ra đây mà. Đâu, coi rồi, để rồi. Thì giỡn giùm nè. Thời tới, kẻ không kẻ ơi. Thời tới. Trời, coi lại nè. Ờ không? Quá dữ bà ơi. Em là người đặc biệt. Rồi, đừng tới hỏi đi, hai em ơi. Bốn người, ba người, năm, một người, sáu. Mày lắc mày. Lắc đi rồi tính tiếp. Em hôm nay đổi họ, đổi tên luôn rồi. Em nói gì? Ngồi không đổi họ, đi không đổi tên, thổi quyết tạc. Bây giờ lắc sương sương cho bạn coi luôn rồi. Rồi lắc đi. Mấy chiêu quyền thôi. Một nút bồ em. Rồi, đó nghề nghệ nữa, tới nghề đây nữa rồi. Rồi đó, giỏi lắc cái nút không chạy luôn. Này nghệ cây cũ để lên tay mày. Để tay em. Rồi, một nút. Một, hai, ba. Bốn nút. Cũng được, cũng được vậy. Tay bồ em rồi đó. Mày bà mà Trang á. Heo mày bà Trang á. Phải. Ơi, gọi anh Tân nút nhỏ là anh Tân bồ tụi em luôn nè. Đúng rồi. Vậy là còn anh Tân nữa thôi đúng không? Đúng rồi. Là bốn người này nút lớn rồi đó. Đúng rồi. Năm nút phải không? Bên này năm sáu. Anh Tân, bồ em bảo vệ hai đứa con gái luôn. Một nút. Anh đi bắt ma kìa. Đi bắt ma. Bốn. Rồi, bốn nút hình như là... Bốn em. Đâu, vậy ba, bốn. Bên em có thằng buồn rồi. Ai buồn? Ờ, này buồn rồi. Kệ không cần. Thôi, nó buồn kệ nó nhưng mà ba mình vui được rồi. Em hả? Ừ. Cuộc sống này đến đây đã tan ra. Ủa cái gì vậy ta? Nãy giờ không lên nghe. Ôi, không vô đâu. Gì? Không có trúng đâu. Ôi ơi. Thôi rồi, bây giờ cần câu ở đâu ta? Cho em để đẳng rồi. Đẳng á. Rồi bây giờ lắc xí ngầu cho con câu ha. Ok. Rồi bên nào cử em không? Rồi bên đây cử ra một đội để lắc xí ngầu đi. Anh Tùng cử một người chứ. Trời đi, trời. Mấy đứa có tên anh không? Không. Thì cái ơi, cúp điện rồi. Ơi. Coi điện. Vậy rồi. Cúp xí ngầu. Hay quá. Cúp điện rồi. Xí ngầu đâu rồi? Rồi. Cái tôi kích lấy thầy ơi. Cái tôi kích lấy mất tiêu rồi. Là gì? Ôi. Ông kẻ lấy. Rồi. Cái gì mà? Sự thật chỉ có một. Mày nói xí ngầu đâu? Đây nè. Rồi em lắc đi. Bây giờ là cần có máy. Sao đúng không? Sao? Đúng rồi. Một nút lại. Nút nhỏ là cần câu tay. Nhỏ là bên nào lớn thì bên đó chọn. Mày làm gì được lắc trước? Bên nào lớn thì bên đó chọn. Bên nó lắc lớn nút mà. Chấp luôn. Không nhường nhá. Sao rồi? Đúng rồi. Sao rồi? Rồi em thấy rồi lắc lại. Em lắc lại, em lắc trước luôn nè. Đây. Ba em nói câu ăn gian bao màng thu mạc. Ừ. Đúng. Mày cười vậy, Là yếu quá à. Lấy cái nắp ra ơi. Chưa mở. Đổi hành. Đổi hành số 6 mà. Này lắc dữ lắm. Niên này màu mèo quá bạn ơi. Nè, nghệ một nút nè. Lấy con trai về là số 6. Rồi, ok. 6 nút đây mình kìa. Em chọn cần câu. Rồi em chọn câu nào? Chọn cần câu tay. Câu tay. Câu tay. Em. Câu tay. Em chỉ em thua nút tụi em cũng được cần câu máy nữa. Ơi cái câu máy lên tay. Em tính chọn câu máy luôn. Đúng rồi. Câu tay. Ba nãy rồi ha. Rồi bây giờ vô câu cá nè. Ok. Rồi, đi. Lên đi. Điên này nè mấy anh giả quá, chọn cái máy câu dính cái sống. Đó.
chị mình làm gì mà không biết câu cá hay vậy? Không biết câu còn câu máy đâu. Nó cầm nó lôn hồi hơn cái câu máy rồi sao? Nếu mà Trang quần quần là xích cái cục này ra luôn bây giờ. Bây giờ tay mình có ba cây cần câu hả bạn ơi? Mấy anh em này chuẩn bị kiểu gì không biết luôn. Rồi sao giờ ta? Thôi nhường cho em cây màu hồng đi, mặc dù em không biết câu. Rồi anh sao anh Tam? Em luôn. Nhường cho bà Trang luôn đi ha. Cho bà Trang luôn, em luôn đi. Để đó, anh đi bẻ cây dầu gió. Thôi đi theo anh có bẻ cây dầu gió hả? Đi. Đừng có lo cây cần câu nữa nha Trang. Rồi đó đi. Rồi. Đó, đúng kia đó. Hiểu năng hiểu vậy. Đúng rồi. Lấy cần câu máy. Anh chuyện đi cần câu máy. Câu máy hay bị dính cá nào vậy? Câu tới mốt luôn á. Câu của mình là thả xuống dính rồi. Tao đi mốt cái nước. Hay hay là khỏi mút nước đi. Hay là cốt giặt đường ra cốt ấy vô luôn đi. Khai cái ăn giữa hói nó giỡn không nổi. Giỡn không nổi. Tính ăn không có dài dòng. Trời ghê chưa? Đó, mình có tè vô đó. Tè vô là cá khỏi ăn luôn á. Dạ em không biết gì hết. Nước tao mà ấy dưới đây là cá câu không kịp luôn á. Nhiệm nội. Đúng rồi. Cá chả không kịp thì có. Rồi để vô. Ôi trời ơi. Rồi đổ nghe. Đổ nghe. Trời ơi. Nội được báo nữa rồi. Ê còn nữa không ơi. Ở đây. Rồi xong luôn. Nội này. Rồi. Đá thủng không à. Rồi. Câu rồi. Bây giờ tính sao vậy? Thì nghĩ câu luôn chứ sao giờ? Bao không à? Quá rồi. Trời trời. Thôi để đại đi bê, xíu nó khô à. Để tao đi nhãn gán bóp rồi. Giờ nhắn nhà kêu sao câu giờ. Nè. Anh bẻ cái góc này nè. Góc đó câu bao dính cá rồi. Con này câu cá vội hả? Bay lên câu đi. Em bơi phụ giờ. Thấy chưa? Anh Tam, sao vậy? Anh hãy đi chửi anh chết. Thôi không sao, nó biết đâu. Anh đi anh chết rồi. Trời ơi, tao mới đâu rồi. Ai nặng quá chứ vậy? Có đâu, anh đu ở trên đó. Bay lên coi lần. Gái tụi bay yếu xìu rồi còn đu theo nữa. Em chỉ muốn phụ thôi mà. Chú có mặt đó tụi bay. Sao phụ thôi mà. Đi ra cho hai đứa con trai làm thôi. Cái cây có sao không vậy? Cây này câu nữa luôn không đi. Không cây này được, cây này được. Bây giờ anh em mình sẽ có mồi câu nha các bạn. Đó đó. Mồi hơi còn hơi nhão nè. Chưa khô dữ nữa. Giờ mình sẽ bóc mồi vô nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ gắn phao đèn nha các bạn. Câu đêm là phải có phao đèn câu mới được. Đó, chọt vô. Trời ơi, mồi gì mà nhỏ nhẹt. Báo thẳng ơi. Hết dính cá luôn à. Không sao đâu mày ơi. Hồi câu không dính cá tao xuống tao mò luôn. Dạ mấy anh em mình sẽ tóm phao đèn vô để câu nha các bạn. Đây là bịch phao đèn hồi sáng mấy anh em mình cũng đã chuẩn bị rồi. Trong bịch phao đèn này thì có 5 cái phao đèn luôn nha các bạn. Để mình mở ra cho các bạn xem. Này cắn. Phao đèn này để làm gì vậy Thoại? Trời ơi, phao đèn mà bà cũng không biết nữa hả? Phao đèn để câu cá chứ làm gì? Ủa câu cá là dùng lưới câu mà. Dùng phao đèn để làm gì? Phao đèn là mỗi lúc mà cá ăn để cho bà thấy á bà nội. Chứ không có phao đèn sao bà biết cá ăn? Để đái ơi, chàng trên núi xuống mà chấp nhất làm gì? Đây nha bạn, đây là phao đèn của mấy anh em mình nè. Giờ các bạn dùng để đập xuống nha bạn. À Trang, đập xuống đây, đập xuống đất vậy nè. Lấy cái tay đập vậy nè là nó trái lên á, là sáng mạnh lên xuống. Đi. Mạnh xuống là trái lên á. Có trái đâu nè, vô tao đập nè, thấy không? Trái nè, thấy không nè? Đúng rồi, đập xuống. Thấy nó cũng vậy mà nè, thấy nó trái không? Cái này móc sao vậy? Chứ đi mà nó vẫn không trái. Để tao đập nè. Nè, thấy trái không? Sao nó không trái? À, bẻ nó mới được. Thông minh ra rồi đó. Giờ mình sẽ gắn vô cái đầu này nha các bạn. Đó. Các bạn dặn vô cái đầu phao. Rồi các bạn nắn mồi vô là câu được luôn rồi nha các bạn. Các bạn coi theo nước tùy chỉnh cái độ chặn phao á các bạn. Là dính cá bao dính luôn. Đây câu nè anh em. Ủa? Cái này khác đó sao gắn thôi? Tao mà tìm ra thứ ơi. Gói này khác đó rồi, tìm cái gì? Gắn như đây nè. Dưới đây có cái lỗ nè, chọc vô.
này có cái móc rồi chọt kiểu vậy. Thì chọc vô đây là lấy ra à. Thôi, đây có cái lọt. Đã thay hẳn giờ. Coi chừng gớt nha. Đừng, để vô gắn mà đừng có gớt. Anh hai ơi, gọi của em không có phao rồi sao? Hả? Bụng chứ được không? Thì em kiếm ở đâu trên cái cần câu có cái lỗ em chọt vô đại đi. Để em kiếm coi. Sao nó không dên mà nó tột vậy? Này. Ai ơi, đi lấy phao cho anh chưa? Trời ơi, nãy giờ em quên. Để em quăng câu xuống rồi em đi lấy cho. Lẹ lẹ đi, anh sắp xong rồi nè. Đâu luôn rồi? Rồi, bỏ cái chục đi, người ta xuống. Dạ. Em đi lấy phao cho anh nè. Lẹ lẹ đi. Đó. Thẳng ơi, cho mượn đôi dép ơi. Đôi dép bà đâu mà không mang, rồi mượn dép tôi. Thì cho tôi mượn đi. Mất đôi dép tôi là bà đền đó nha. Nè. Ok, cảm ơn nha, đi về. Mất là mai bà tặng tôi đôi dép mới đó nha. Cái này quăng sao thôi. Bà buông cái này ra. Nè, bà lấy cái tay nắm lên đây, nắm vậy nè. Thở cái này ra, rồi. Bút mạnh, thiệt là mạnh đúng tự bả nè. Tôi có buông tay không? Buông, vừa quăng là vừa buông luôn á. Một, em ạ. Sao buông ra? Buông rồi, nó đi đâu rồi? Dính bụi rồi. Từ từ nó buông, từ từ nó buông. Rồi vậy nè. Rồi đó, cầm cái này nè. Quăng vừa gói xuống nước rồi buông ra liền nha. Một, hai, ba. Đó. Đâu, 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 được, được, được. Rồi, ghê chưa? Rồi, đóng cái này lại. Cái gì vậy bà nội? Có khi nào mai nó nghỉ chơi với em luôn không anh Tân? Nghỉ chơi với em chứ nghỉ chơi với anh đâu mà anh sợ. Với em lỗ luôn hả? Không lỗ đâu, mai em tự mua dép mới cho nó. Ủa anh mua chứ sao em mua? Nhưng mà em mượn mà, chứ có phải anh mượn đâu mà anh mua. Kệ đi bé ơi, thằng Thản nó mới phật mà. Mới vừa mua điện thoại xong á, đôi dép nhầm nhòi với nó. Cái phao thấy kỳ kỳ sao ta? Hả? Cái này bự được nè. Trời, anh định chơi nguyên đôi dép luôn hay vậy? Chứ sao em? Giờ trời tối rồi nè. Phải bự như vậy nè mới thấy tín hiệu cá nó ăn, mới giật dính cá được. Em sợ anh luôn rồi đó anh Tân ơi. Chưa đâu, anh còn làm cái đèn tín hiệu nữa nè. Nó y chang phao người ta câu. Vậy mà anh cũng nghĩ ra được nữa anh Tân. Vậy cần quên như căng kìa. Ơi vô luôn 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 luôn. Ê, cái phao nó mất tiêu rồi kìa. Hả? Ngoài mày. Kìa, mất tiêu. Mất tiêu rồi, giật rồi. Giật đi. Dính lại. Rồi. Cái gì? Dính không? Cái gì vậy? Anh Tân xuống gỡ luôn. Cần con đi anh Tân. Cái gì vậy? Cái rồi hợp với vậy. Cái không? Cái gì vậy? Rồi. Cái gì nữa trời. Phải đúng rồi. Cái gì thua luôn. Kìa. Thằng là bó tay. Tới bạo luôn rồi đó trời. Lon lên. Anh kẹt rồi. Anh đứng dưới luôn đi anh Tân.
cho nó dưới luôn đi. Rồi ở dưới luôn đi. Cái tay yếu, cái tay yếu. Cái tay mới hết. Ôi, dựng cái lưỡi câu. Ôi, anh Ban. Ôi, coi con kìa. Ôi, coi con kìa. Rồi, đứng dép luôn rồi. Đứng dép rồi. Rồi, bỏ rồi. Xin bắt nháy đi nhấp cái lóc vậy. Ồ, gì? Ê! Gì vậy? Hả? Ôi, thôi, thôi, thôi. Ôi, ôi. Coi nào. Nguyên ngắn chung luôn. Im im. Ôi, không, thôi. Coi nó bò nào đó bạn, đó. Ôi, coi nó bò. Ê, tao hên với mày. Hên chưa? Ơi, coi nó bò nè. Ui ơi, coi nó bò nè. Tươi nữa mà. Thả chưa? Ôi. Ôi ôi kìa kìa kìa, nó khoan được bắt cỏ đó. Lụm bắt đó. Bắt luôn. Hết đồ ăn rồi. Tao mày, nhưng mà tao mày đang bắt nhái mà. Nhưng mà giờ nè. Gì? Giờ mày có con cá à. Mày bắt kìm con rắn nó quá ngon rồi. Ê nó bò rồi giờ nè. Giờ nè coi nó bò. Ừ, ôi, nó để coi nó bò đâu. Ê. Đâu. Để nó bò ở đâu. Ôi. Ôi con gì nữa mày. Ôi. Hết rồi. Ê, nó bò kìa, chụp nó đi. Lụm. Đó. Rắn này không có độc nè. Rắn chung mà. Rắn này không có độc. Đó. Đã không? Đó. Đó, coi này rắn nè. Đó. Vô liền. Đã. Rồi đi, đi kiếm nhái bắt cá đi. Đi kiếm nhái. Ôi anh hai, hồi nãy đi anh hai có đem nhân mũi hay không vậy? Có hài á. Hình như để đằng cái cặp đặng á vậy. Anh Tân, dạy đặng lấy giùm em cái phanh nhăn mũi thôi. Ok. Em mắc cỡ cái này đi không có được. A few moments later. Nhăn mũi này. Ủa vậy anh Tân, cái này đâu phải nhăn mũi đâu. Cái này là nhăn đốt bàn thờ mà, làm gì vậy? Anh lấy nhăn đốt bàn thờ chưa anh Tân? Ủa? Anh nhớ cái loại nhăn mũi đi mà trời. Kỳ ta. Thì có cái nhăn ở đó nhưng mà anh lấy lộn rồi anh Tân ơi. Vậy để anh lấy cho súp beo ha. Cái gì súp beo nữa trời. Đâu anh em ơi, đi lên đi lên. Ê. Đừng, ơi. Đừng theo em đó nha các bạn. Đi đi. Quá ngon quá. Lên. Trời ơi, được hai con cá rô mà ăn. Ây da, có giữ, có giữ. Trời ơi, rồi. Đó. Rồi vô, cá rô nè. Hai con đủ rồi, đủ rồi. Về đủ ăn rồi đó. Vô, vô. Đi công tiếp, công tiếp, công tiếp. Súp beo tới rồi đây. Nè, xin đi. Ủa gì vậy anh Tân? Sao? Súp beo gì mà hiểu bạc hà vậy? Trời, sức bạc hà vô nó mới mát, mũi nó không cắn em phải không? Sao giống kem đánh răng dữ vậy? Sức thử đi, mũi không cắn anh bao em luôn. Ok. Giờ sức thử vô cái tay của em. Rồi, em đây. Tin anh Tân một lần. Ừ. Em cũng sức luôn. Mát mà ấy. Nó cũng hơi lạnh lạnh đó anh Tân ơi. Nhưng mà có thiệt là hết mũi cắn không? Thiệt. Cứ tin đi, không tin thì cũng phải tin. Trời ơi, nghe nói sức kem đánh răng là chuyện mụn đầu đen nữa đó. Vậy sức kem đánh răng như là phỏng lạnh luôn rồi sao? Có đâu, anh cũng sức hoài nè, nên mặt anh cũng đỡ đỡ mụn đầu đen rồi nè. Vậy là đỡ dữ chưa? Em thấy mặt anh đỡ dữ lắm rồi đó anh Tân. Đỡ thiệt luôn rồi đó. Em là con gái, đừng có dụ em anh Tân ơi. Anh còn non lắm. Quê là quê, là quê chung mình quê quá. Anh cũng ghẹo mày chơi thôi mà bị rớt bài thôi. Anh dẹp kem răng mai anh xúc miệng. Với lại mai anh nhớ chị mụn đầu đen đó nha anh Tân. Hảo anh Tân thật chứ. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Lên 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 lên. À, nãy dính cái gô, giờ dính cái chơi đó nha bạn, quá đã. Ôi, chị này. Ôi, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Con cá chơi nè. Ê, coi. Nè. Bạn của tao luôn. Ôi, cho bỏ luôn. Quá đã. Rồi, rồi, rồi. Đó. Đó. Rồi, đi câu tiếp, đi câu tiếp. Cái chơi đầu vàng nha các bạn. Cái chơi like.
cái gì cái gì cái gì cái gì có chạy lại đây lên để từ 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 rồi 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 ủa cá bự kìa bạn ơi lần cá chê lần cá cha luôn ôi ôi cá cha xong nữa bạn ừ nó xả không cái mắt luôn à ôi con này tức cái một ký mấy vô vô thôi bên bên này bên mày tôi về bên mày tôi về cực cực công mà cái tao ủa con cá bự kìa ai cực công mà nó đang chạy vô đây ở đâu ai cô dính nữa em tao cần của tao mà em vậy cần tao nè cái cần của tao còn nguyên nè nè cãi đây hết nói rồi rồi hai chị này đâu đây vậy ở đây em thấy là nhiều quá em thấy quá em chạy qua luôn hai bà này nhiều chuyện quá cãi tao chích em luôn rồi thầy chích đâu chính tay tài... đâu 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 coi 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 nào chốc móng ngồi thầy nè em bài xuống bên bà anh tuổi gì mà anh tuổi gì cá cha bự kìa bạn ơi trời ơi đâu giờ lên cho bạn thôi sao mà đã được ký mấy nha bạn. A few moments later. Rồi giờ chắc cỡ 1-2 giờ sáng rồi bạn ơi. Anh em mình mới được ăn cá nha bạn. Nào để coi mấy giờ. Ơi sao mà lấy cục gạch cũng thầy mày. 2 giờ nha bạn. 2 giờ rồi. Cục gạch cũng thầy. Bây giờ tối lắm rồi. Anh em mình ăn xong anh em mình đi về. Chứ giờ đúng rồi. Giờ buồn ngủ lắm rồi. Còn cái cha thì mấy anh em mình về để nấu cháo nha bạn. Nấu cháo ăn không? Vậy cái cha mình nấu cháo gì anh bơi? Không, cái cha để về. Nấu canh chua. Nấu canh chua. Nấu canh chua. Một me hả? Có dữ luôn dám nhúng dám. Dạ. Gì? Nhúng dám. Nhúng dám. Ừ. Nhúng dám. Gì vậy? Ơi. Hồi nãy sao mượn đôi dép? Đâu? Ồ. Đôi dép lúc đầu nó vậy nè. Tôi mượn trong cái là vậy nè. Đây fan, fan fan. Ủa là sao? Đôi dép này em mượn của anh ba luôn á. Không, em không có biết gì hết trơn á, anh Tân Kim lấy cắt đó. Không, đang nghỉ ngày trời. Ủa, em xuống anh cắt mà em nói gì vậy? Anh kia em đi lấy cái phao cho anh, thì em lấy anh cắt chứ bộ em có cắt đâu. Tại em kêu anh cắt, anh mới cắt. Em đâu có kêu đâu. Anh Tân. anh ba tin tưởng em mà đúng không? Không tin tưởng hết, đi dép mua 10 tỷ ta đó. Bây giờ chị, mang sao? Nè thì mang khoe bằng giò ra để về sơn móng giò vô nữa cho đẹp. Trời ơi đôi dép kìa bạn. Với con bà hả anh ba? Của em chứ có ai mẹ mua sinh nhật em đó. Buồn thiệt chứ. Rồi về mua khác anh ba. Nhưng mà không sao em đã có dép mới. Dép quà hả? Dép quần thoại. Mẹ con đã có dép mới. Dép lại. Dép lại. Rồi vậy dép đó cho mày luôn á. Rồi ok thôi vậy vô ăn đi. Ok rồi. Ok giờ anh em mình sẽ ăn mấy con cá bồ. Dạ con gắn con cốt nè. Thầy chưa kịp nói luôn á thật hả? À, ok vậy thầy nói anh em mình sẽ ăn con gắn, con cá gô, con cá chê nha các bạn, còn con cá dồ thì mấy anh em mình để lại đem về nhà nấu con chua ha. Ok thiếu 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 sáu con cá lóc nha các bạn. Rồi ok ăn đi. Ok đây mình test thử con cá chê luôn nha các bạn. Giờ 2 giờ phi mà ăn cá chê chắc đã lắm các bạn ơi. Cái gì ăn cầu ăn mày. Nhưng mà giờ tao ăn được không? Cái này là không làm được mới ăn nè. Mở các bạn nha. Hết luôn cái chê dạ này ăn ba, gì? Ba okay. Ngon ngon. Ngon. Tao muốn nhiều vô. À ông mời các bạn nha. Cái chê ngọt lắm. Vô lên chứ. Mời các bạn nha. Đồ chị ngồi mà chán luôn, chị ngồi mà chán luôn. Thôi ăn đi, không ăn. Dạ, chị ngồi chậm luôn. Cá ngon chết mà chị hôi. Mời bạn nha. Thôi. Đây là cá gô. Rồi mới có. Nè. Quá béo. Mời bạn miếng cá gô nha. Cá hô bà nội ơi. Cá gô. Cá hô. Cá gô. Đi đất vừa thôi chồng ơi. Ngồi đó mà cãi hoài. Mẹ muốn gắn nha. Đồ. Mời miếng gắn nha. Anh em. Anh em. Cười cắn 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 hết này.
Rồi anh em nè, bởi vì em miếng tiếng Anh trong gắn là tên gì vậy ta? Tên gắn xít xít. Bởi vì em miếng xít xít nha. Xít xít béo. Mời bạn ăn nha. Ngon nha bạn, béo. Mời bạn ăn xít xít của Thành Trọng nha. Con xít xít này ngon á, nướng dai thiệt. Được. Rồi giờ 2 giờ các bạn ơi, anh em mình sẽ về các bạn ơi, dọn dẹp nữa, ngủ nghỉ nữa. Đúng rồi đó, quá buồn ngủ rồi. Nói chung là hôm nay cũng hên nha bạn, câu đựng cá giò 2 kg. Nhưng mà không có ăn. Ký mấy? Gần 2 kg. Đúng rồi. Ký rưỡi à? Ký rưỡi ha. Rồi, có 2 câu rồi đó. Cá chê nữa. Cá, chê. Cá gô nữa. Cá gô. Mà đòi em không được cá gì hết á. Đúng rồi thôi. Đúng rồi, ăn đòi bên hội là câu cần câu gì ta? Câu mái đúng không? Đúng rồi, câu mái. Nên không dính lần nào. Giật hụt mấy lần luôn, cái lúc mà giật hụt đó. Thầy để em diễn tả hỏi cho. Nè, cần câu đấy không? Thổi của cá kìa. Không, nước chảy hỏi cái sảy mất tiêu. Nè, xin giới thiệu cho mày. Ở đây là đòi biết đòi giò không? Biết đúng. Giờ xưa rồi. Đây là đổi cá lóc. Cá lóc. Đổi cá lóc bông. Cá lóc bông. Ở đây là thầy biết ai không? Không. Đây là em. Hãng Đồng. Sao cố không câu con cá nè, sao cố mới nhiều quá. Tôi đổi chữ mà. Đây rồi. Là thầy, đây là Thản Đồng mà cá lóc. Thản Đồng cá lóc rồng. Cá lóc đực. Thản Đồng cá lóc rồng. Đây là Thành Trọng mà cá lóc ở ống bọng. Còn đây là hai. Hình như là không. 12 giờ đêm mà Thuận nó lên cơn rồi. Còn đây là Đức Di ở cái này là Đức Di là con cá chào ba chi. Còn em là Thuận cá sặc. Ok thôi okay. Đi về các bạn ơi, để Thuận nó dẹo thuốc nữa. Xíu nữa em lơi, xíu nữa em lên cơn là hết thuốc chữa. Thôi về dọn dẹp chỗ này ngủ nghỉ các bạn ơi. Nói chung lâu anh em mình làm sẽ ghi câu cá đêm buổi tối vui vẻ mà. Ok. Ok. Giờ dọn dẹp đi về ha. Ok. Chào bạn đi. Nếu bạn thấy video này hay, hãy cho mấy anh em xin một like, đăng ký cái chuông để ủng hộ mấy anh em nha các bạn. Giờ thì mấy anh em xin chào tất cả bạn.